chào quý khán giả và bà con nông dân đang theo dõi bản tin làm nông thông minh. Thưa bà con, 4 con đất trồng rau nhưng một năm thu hoạch được cả tỷ đồng. Chuyện này nghe khó tin nhưng có thật ở Long An. Trồng mát tay hay nông dân này có bí quyết gì khác? Mời bà con cùng theo dõi bản tin trong ngày hôm nay cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Trồng nấm rơm kiểu mới giúp tăng năng suất. Anh nông dân thành công từ ươm cho giống độc lạ. Độc đáo tưới vườn bưởi bằng nước trời cho. Do lượng người ăn chay nhiều vào rằm tháng Giêng nên nấm rơm hút hàng giá cao. Đáng nói là mức giá thời điểm sau rằm vẫn được giữ nguyên, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người trồng nấm lâu năm cũng xác định được điểm rơi nên ra sức sản xuất. Ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, giá nấm được thu mua tại vườn từ 70 cho đến 80 ngàn đồng một ký. Người trồng có thể kiếm lời trên 30 triệu đồng một vụ trên 1.000 mét vuông chân nấm. Tranh thủ các điều kiện thuận lợi về đầu ra và nguồn rơm dồi dào thu hoạch vụ lúa đông xuân. Theo hộ dân sản xuất trồng nấm rất nhanh thu hoạch, mỗi vụ chỉ kéo dài hơn một tháng. Bà con có thể tận dụng đất trống như nền đất ruộng hay đất gò cao đều được. Dù nghề trồng nấm từ lâu đã phát triển mạnh, nhưng cách bà con làm chỉ theo quán tính, thói quen canh tác trước nay mà chưa để ý đến đặc tính sinh học. Nếu không nói là hên xui, tùy tình hình thời tiết hay nguồn rơm rạ thế nào để mùa trúng mùa thất. Sau đây là những cách ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nghề trồng nấm rơm nhằm giúp người sản xuất hiểu được cốt lõi của quy trình. Anh Nguyễn Hùng Nhân ở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bến Tre cùng với các cộng sự đã nghiên cứu và xây dựng quy trình trồng nấm theo phương pháp khoa học, diện tích, năng suất, thu nhập nấm theo thời gian. Trước hết, khâu làm đống ủ phải chọn nguồn rơm nguyên liệu tốt, đo độ chua của rơm, xử lý vôi đúng liều lượng, sau đó bón vôi và DAP phù hợp với mục đích làm gia tăng chất dinh dưỡng và giúp rơm phân quỷ nhanh. Khi chọn giống, phải chọn nơi cung cấp có uy tín mới giúp phát triển nhanh, kháng bệnh. Đặc biệt, trong quá trình trồng, nông dân nên trang bị một số trang thiết bị kỹ thuật để hỗ trợ như kính lúp quan sát từng giai đoạn phát triển của tơ nấm, xem chúng có bị thiếu phân, nhiễm phèn hay không để chăm sóc và xử lý kịp. Có thể sử dụng màng phủ nông nghiệp, một mặt để đậy đóng ủ, ổn định nhiệt độ, điều hòa ẩm độ, chống tạo nhiệt, chắn gió. Bên cạnh các thiết bị kỹ thuật này, bà con nông dân có thể sử dụng thêm bình phun để phun nước, tưới phân, xịt thuốc, phòng trừ sâu bệnh. Các dụng cụ này chi phí không cao, phù hợp với túi tiền nông dân là có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ. Mô hình được nông dân Bến Tre áp dụng thử nghiệm, tiền lời tăng hơn 100.000 đồng 1.000 mét vuông rơm so với không đầu tư tiến bộ kỹ thuật, rủi ro ít xảy ra hơn trồng truyền thống. Không mất quá nhiều chi phí, nhưng chịu khó tìm hiểu ứng dụng tiến bộ khoa học, góp phần cải thiện môi trường xung quanh và sản lượng cũng không ngừng tăng lên theo hướng chất lượng an toàn. Thưa bà con, chỉ có gần 4 công đất trồng rau diếp cá, ông Tám Sẵn, nông dân xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có thể thu lời hơn tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập hàng đỉnh này nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng ông được ví là vua của loại rau này bởi khả năng trồng cho năng suất và thu nhập cao. Đầu tư cả nhà màng trồng hẳn hoi, đó cũng chính là thành quả sau bao ngày ông học hỏi, mà quan trọng là từ tư duy đổi mới. Ông Tám Sẵn cũng nói thiệt, việc ông thu tiền tỷ từ trồng rau diếp cá, bán rau diếp cá là có thật. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, rau diếp cá lúc nào giá bán cũng cao và ổn định nhất trong các loại rau màu. Giá rau luôn đứng ở mức 10.000 đến 30.000 đồng một ký và được đẩy cao từ tháng 4 đến tháng 8. Năm 2020, giá rau diếp cá tăng đột biến lên mức 70.000 đến 90.000 đồng một ký, kéo dài 3 đến 4 tháng. Thậm chí có lúc thương lái mua rau với giá 100.000 đồng một ký. Bởi rau của ông được trồng ứng dụng công nghệ cao, trồng trong nhà lưới, hệ thống tưới tự động. Cũng có lợi thế nữa là đất trồng không bị mặn xâm nhập và thổ nhưỡng cũng rất phù hợp cho trồng rau màu. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà anh Lê Minh Phúc ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thu nhập khá từ ươm cây giống và trồng mít Thái. Với nhiều giống cây được ưa chuộng và chất lượng lai ghép tốt, vừa làm giàu cho anh, vừa mở ra hướng đi mới cho bà con. Cách đây hơn 10 năm, thấy nhiều hộ trong xã giàu lên nhờ ươm các giống cây trồng, nên anh Phúc quyết định học hỏi và làm theo. Lúc đầu ít vốn và chưa nắm vững kỹ thuật, nên anh chỉ lai ghép, ươm một số giống cây ăn trái truyền thống như sầu riêng, bơ, mít chanh với số lượng ít, có đợt cây giống chết nhiều. Không nản chí, anh tham quan nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm và tìm những giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao. Dần dần ươm được nhiều giống cây mới cho năng suất và hiệu quả. Hiện trong vườn của anh Phúc ươm được nhiều loại giống cây, thị trường đang ưa chuộng.
như sầu riêng mon thông, cơm vàng hạt lép, sầu riêng Musaking, bơ rít, ổi tứ quý, mãng cầu quan hậu. Bình quân mỗi năm gia đình anh bán ra thị trường khoảng 7.000 cây giống các loại, thu lời 50 triệu đồng. Từ thực tiễn sản xuất ươm cây giống, anh Phúc đã học được nhiều kinh nghiệm trồng mít Thái từ các nhà vườn. Năm 2017, anh quyết định trồng 3 hectare, năm nào cũng cho lời vì giá có thấp xuống 8.000 đồng một ký cũng không hề hấn gì, bởi bù lại năng suất anh trồng cao. Chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc, anh Phúc cho biết mỗi lần thu hoạch xong cần cắt bớt cành phụ để cây có đủ ánh sáng giúp trái to. Những trái đầu cành cũng được tỉa bỏ, chỉ giữ lại những trái ôm thân và bám gốc. Cây mít Thái cũng yêu cầu cao về nước tưới nhưng không chịu được ngập úng. Nhất là khi cây ra trái, nếu gốc bị ngập, muối mít sẽ bị sượng. Để chủ động nguồn nước, anh Phúc đã đào một hồ chứa nước rộng hơn 300 m². Việc phòng trừ sâu bệnh với loại mít này khá đơn giản, không cần sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Bệnh thường gặp là sâu đục thân nên thường xuyên kiểm tra để điều trị kịp thời. Mô hình trồng mít Thái của anh Phúc góp phần thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở ra một hướng đi mới cho nông dân ở địa phương vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Từ vài tháng nay, tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, có một hộ dân có sáng kiến rất là độc đáo để đưa nước từ sông lên tưới cho cả vườn bưởi trồng mà không cần phải hao tốn xăng dầu và điện. Để đưa được nguồn nước từ con sông đỏ lên tưới các vườn cây bưởi rộng hơn 2 hectare mà không phải hao tốn xăng dầu cũng như điện, ông Cao Hữu Toán trú tại thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa đã làm một nguồn nước cao gần 3 mét với các cánh tà rộng trên 1 mét đặt tại ngay dòng chảy của con sông cách vườn bưởi gần 200 mét. Nguồn nước nhờ vào dòng chảy của sông đã tự động quay tròn, vận hành như một máy bơm đưa nước lên chảy vào dòi, ống dẫn tới vườn bưởi. Mỗi cây bưởi, ông Toán đặt một dòi phun ở gốc với lượng nước vừa phải, phun suốt ngày đêm một cách tự động. Với sáng kiến này, vườn bưởi của ông luôn đủ nước quanh năm, bất kể mùa khô hạn do nước con sông đỏ tại đây không bao giờ cạn. Đây được coi như một sáng kiến độc đáo của nông dân biết tận dụng dòng chảy của con sông mà từ lâu nay đã bỏ hoang phí, biến thành một máy bơm nước phục vụ cho tưới tiêu đáng được nhân rộng. Phản ánh những câu chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Phân tích các vấn đề liên quan đến y tế, văn hóa, kinh tế, xã hội được dư luận quan tâm. Chuyển động Đông Tây mang hơi thở cuộc sống vào tin tức. Thưa bà con, trước nhu cầu dùng thực phẩm sạch an toàn ngày càng cao của người dân, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã chủ động thay đổi lối sản xuất cũ, chịu khó tìm tòi, học hỏi, đầu tư, ứng dụng quy trình sản xuất tiến bộ để sản xuất nông nghiệp sạch. Những mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Đây là tín hiệu đáng mừng, giúp người nông dân tìm hướng đi mới, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp gia tăng năng suất sản lượng và chất lượng nông sản. Với ý tưởng đột phá trong sản xuất, sau nhiều lần đi tham quan những mô hình sản xuất nông sản sạch, ông Lữ Tấn Kía ở huyện Hồng Dân mạnh dạn mang giống dưa lưới Nhật, loại trái cây đang được thị trường ưa chuộng và có giá trị kinh tế cao về trồng. Đây là mô hình mang lại hiệu quả cho những vùng trồng lúa kém hiệu quả, giúp nông dân có thể nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. So với cây lúa thì dưa lưới cho lời cao gấp 4 đến 5 lần. Để sản xuất dưa lưới sạch, ông đầu tư nhà màng cho vườn dưa 1.500 m². Mỗi giây, ông trồng trong mỗi giá thể riêng biệt, có lắp hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động. Từ đó, giúp tiết kiệm nước cũng như nhẹ công chăm sóc mà dưa lại phát triển đồng đều. Là loại cây ngắn ngày, chỉ từ 60 đến 70 ngày tuổi sẽ cho thu hoạch, nên một năm, ông có thể canh tác liên tục được 4 vụ. Mỗi vụ trừ chi phí sản xuất, ông còn lời 120 triệu đồng. Hiệu quả mà mô hình mang lại giúp nông dân dần thay đổi nếp nghĩ, lối sản xuất cũ sang ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn hiện nay là vốn sản xuất, bởi chi phí xây dựng nhà màng, nhà lưới là con số không hề nhỏ đối với nông dân. Đây được xem là lối sản xuất thông minh giúp tăng năng suất cũng như là chất lượng nông sản, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Để ứng phó với biến đổi khí hậu thì đây là một hướng đi đúng đắn cho nền nông nghiệp xanh và bền vững. Nhưng cũng cần lắm sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền để lan tỏa hướng sản xuất mới, mục đích cuối cùng là nâng cao giá trị nông sản cho nông dân. Đến đây, bản tin làm nông thông minh cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả cho bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!